Hello mọi người, hôm nay mình sẽ bóp nha, bóp nó vào. Đó, mình sẽ bóp, nhớ nha, mình phải bóp cho thẳng nha. Mình sẽ tiến hành bóp trước ha, đó, bóp nó vào, bóp đều tay nha. Bóp bên nhỏ bên to là mệt đó ha, bóp hai bên đều nhau. Đó, mục đích của mình bóp như vậy á là lát nữa mình sẽ giải thích cho anh em ha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành dùng cái kềm bấm hai bên vào nha. Đó. Thì nói chung là cái móng này khi mà mình bóp như vậy á, thứ nhất là các bạn có thấy nó có một cái đường màu trắng không? Đó. Đó, các bạn thấy không? Sau đó mình sẽ dũa xếp nha. Thì mình bóp như vậy á là cái thứ nhất là nó có một cái đường màu trắng thẳng ra, thì mình dễ cánh cái điểm chuẩn nha. Cái thứ hai là lúc mà mình bóp xuống dây, lúc mình dũa xếp á, cái xếp nó đi ra thẳng nhá, nó không có bị vẩn lên trời. Đó, nếu mà lúc mình nhìn ngang á, nếu mà mình không bóp á, là nó dễ bị cái tình trạng là xếp nó bị vẩn lên trời nhá, cái tay nó mà cái móng nó vẩn lên trời. Còn nếu mình bóp lại vậy á, thì mình lúc mà mình đưa ngang ra, cái tay nó thẳng ra nhá. Đó, thì anh em có thể thử sử dụng thử cái cách này nhá. Đó, thì mình thấy nó rất hiệu quả. Và đặc biệt là hôm nay mình làm một dân chơi nửa mùa nha. Thì có khách này thích cái shape omen mà kiểu nó nhọn nha. Đó. Nói chung là cái nail của cô ấy rất là to ha, cái bed nail rất là to mà cô ấy làm ngắn nữa, nhưng đều cô ấy lại thích cái loại omen nhọn này nữa. Đó, thì nói chung là cũng hơi mệt mỏi nha anh em. Đó, nhưng đều nếu mà mình cố gắng là mình sẽ dũa ra được nha. Đó, mình chỉ cần dũa hai bên mép vào nha, không có dũa ăn dán lên. Đó, thì nói chung là cái tình trạng mà khách vào tiệm nail thích những shape này nọ, shape dài đồ các kiểu rất là nhiều mà không có chịu làm dài thì hầu như là gặp thường ngày, đúng không? Đó, thì nói chung là gặp những cái móng như thế này thì nói chung nếu mà mình cố gắng thì cũng sẽ làm được thôi ha, không có gì khó khăn hết. Đó. Thì sau khi mà mình bóp, mình dũa xếp xong thì mình sẽ chạy nhám cho cái mặt móng nó láng nha anh em, là mình sẽ tiến hành đắp bột. Đó, thì nói chung là đối với những cái móng ngắn như thế này á, thì cái đấy là cái cách thức mà mình thấy mình làm rất là hiệu quả, thì mình chia sẻ cho anh em biết nha. Và nói chung là mình sẽ đắp màu pink ha, màu pink nút nút đó, và mình đánh khom lên nhé. Cái màu pink này rất là popular ở cái chỗ mình làm nhé, hầu như là khách xài rất là nhiều. Đó, nói chung là nó không có phải là màu pink mà cũng không phải màu nút ha, nó kiểu như là pink pink nút nút đó, mà hầu như là khách rất là thích xài cái màu này nhé. Cứ mít ra màu, mít ra là hết, mít ra là hết. Đó, thì trước tiên mình sẽ đắp bột nha anh em. Đó, thì cái cách thức đắp bột thì cũng đơn giản thôi ha, tới những cái ngọn khác mình sẽ chia sẻ lại. Đó, thì nói chung là cái shape này là shape omen nhưng đều nó nhọn nha anh em. Đó, nó hơi nhọn một xíu. Đó, thì nếu mà mình cố gắng thì đối với những cái móng ngắn như thế này thì mình cũng sẽ làm ra được thôi ha, không có gì khó khăn đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ làm omen nhọn nha, và đánh chrome, và cái cách làm sao mà cho cái chrome nó đi được lâu, nó không có bị bóng tróc nhé. Và đặc biệt là dũa máy làm sao cho cái mặt móng nó láng. Khi mà cái mặt móng nó láng á, mình đánh chrome lên thì cái chrome nó sẽ bóng và đẹp nhé. Còn nếu mà mình dũa không kỹ á, thì mặt móng lôi lõm thì mình đánh chrome lên thì nó sẽ không có đẹp. Đó, thì anh em cố gắng ha, xem hết video và để ý những gì mình chia sẻ và những cái cách thức mình làm, thì nói chung anh em sẽ làm được thôi ha, không có gì khó khăn hết. Đó, thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cứ ấn vào nút đăng ký bên dưới nhé, để mỗi lần mình ra video mới nó sẽ thông báo cho anh em biết, hoặc là mình livestream thì anh em nó sẽ thông báo cho anh em biết để xem nhé. Còn mình sẽ tiến hành chia sẻ cái ngọn kế tiếp nha. Đó. Đó, thì cách thức đắp bột những ngọn ngắn này dễ anh em. Đó, mình đắp kỹ thì nó sẽ ra rất là láng, thì mình không cần phải chạy máy nhiều. Đó, đơn giản vậy thôi.
nha, lấy một cục bột lên vừa đủ ha, đừng có lấy nước quá nhiều nha, vừa đủ thôi. Anh em đặt sát vào Kiriko nha, họ thả ra, anh em có thể thấy ha, bột rất là dẻo đó, nó không có chảy tầm loèm nha, đó, để đặt đâu nằm đó đó. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành là chỉnh hai bên mép nha, đó, mình chỉnh hai bên mép vào cho hai bên mép nó đủ bột đó, chăm sóc hai bên cái mép đó trước đó. Sau đó mình sẽ tiến hành vuốt nha. Bây giờ bột nó cũng dẻo rồi đó. Thì mình tha hồ mà mình vuốt hai bên vào. Đó, khi mà mình vuốt hai bên vào thì ở giữa tự động nó sẽ dày lên nha. Đó, mình vuốt đều tay nha, để cho cái mặt móng nó thiệt là lát. Để lát nữa mình không cần phải dũa máy nhiều. Đó, đơn giản ha. Thì cách thức đắp những cái ngón này rất là lẻ nè. Đó, nói chung là rất là đơn giản nha. Đó, thì để không video quá dài, để không mình không muốn video quá dài nên mình sẽ chia sẻ đắp ba ngón thôi ha. Đó, còn hai ngón kia thì cái cách thức cũng tương tự vậy thôi. Đó, thì anh em sẽ tiến hành dũa xếp nha. Đó, thì khi mà mình xếp chuẩn và mình đắp bột giữ xếp kỹ rồi thì mình cái khâu này thì mình sẽ đỡ mệt đúng không? Đó. Thì nói chung cái shape này nhớ nha, shape này thì hơi mệt mỏi một xíu, thì chúng mình cố gắng hơi dũa hai bên vào nha. Đó, từ hai bên cái khỏe móng đi vào mình dũa cho nó nhỏ vào nha, đừng có để cho nó phình ra. Và đặc biệt là khi mà mình dũa nhớ cầm thầy thẳng cái ngón tay khách nha, để cho cái shape nó được thẳng thốt. Thì tay của khách này cũng hơi bị lật nha nè, nó cũng hơi méo nhưng đều mình cố gắng nha. Mình cố gắng lúc mà mình dũa xếp á, mình đưa cái ngón tay khách thẳng ra nha, và nhớ ôm hai bên mép vào nha. Tại vì cái tay của khách này làm ngắn và cái tay của khách rất là to nha, ngón tay rất là to, mà mình để hai bên mép nó bự á, thì cái tay nó nhìn rất là thô nha, nên mình phải ép hai bên cái hông móng vào. Đó, hai bên cái từ cái mép đi ra đầu móng nha. Đó, từ cái khỏe móng đi ra đầu móng là mình phải ôm cho nó nhỏ vào nha. Thì để nhìn cái tay cho nó nhỏ thon gọn nha. Còn nếu mà mình không ép hai bên vào, cái tay nó phình ra nhìn rất là to và nhìn rất là thiếu tự nhiên. Đó, thì cái cách thức dũa cái xếp này đơn giản như vậy nha. Anh em chỉ cần cố gắng luyện tập nha. Đó, phải luyện tập cái gì cũng vậy. Mình chỉ cần cố gắng luyện tập làm vài con khách là anh em sẽ quen thôi ha. Vài con, vài chục con khách là mình sẽ quen thôi. Cả gì cũng vậy. Thì ngày trước mình dũa mấy cái xếp này mình cũng mèo lên mèo xuống nha. Nhưng đều mình làm một thời gian, làm vài con khách quen rồi thì cũng dũa ra được thôi. Cả gì cũng vậy, cần một ít thời gian để mình luyện tập nha. Đó, chỉ cần mình dũa hai bên hông vào thôi nha. Ép hai bên vào. Ép từ hai bên cái mép vào nha. Đó, mặc dù cái ngón tay rất là to và cái móng rất là ngắn, nhưng đều nếu mà mình làm đúng cách thức á, thì cái ngón tay nó ra nó cũng thon gọn thôi nha anh em. Đó, nói chung là làm khách này thì không có cái ai mà hoàn hảo đâu ha. Đó, nói chung tay, ngón tay to, ngón tay nhỏ, là làm ngắn, làm dài, nói chung là không bao giờ mà như ý mình muốn đâu. Thì mình cố gắng mình làm sao cho cái tay nó ra gọn là được nha. Đó, chứ không phải khách nào cũng có bọn bàn tay đẹp đúng không? Đó, mình cố gắng dũa sao cho nhìn cho nó gọn, nó thon cái móng tay cho khách là khách nó sẽ vui thôi nhé. Rất là đơn giản. Đó, nhớ nhé, dũa. Cái mùa này là cái mùa allergy rồi ha. Mình sẽ tiến hành chạy Kiriko trước nha anh em. Đó, đây là cái đầu dũa mình chuyên để chạy Kiriko trước. Mình sẽ chạy sạch Kiriko 10 ngón trước nha anh em. Mình sẽ chạy sạch Kiriko trước, sau đó mình mới dũa form móng sau. Mùa này là cái mùa allergy rồi, mà mỗi buổi sáng mình cũng dậy mình ra làm video uống cà phê hút thuốc thì cũng sẵn làm video cho anh em xem luôn. Thì ngồi ngoài thì nói chung hít mấy cái phấn hoa này vào thì nó cũng hơi hắc xìa và ho, anh em thông cảm nhé. Nói chung là mình chỉ có nhiêu đấy thời gian thôi. Đó, sau đó mình sẽ tiến hành dũa form móng nha anh em. Đó, mình sẽ dũa đơn giản thôi nha. Đó,
thì anh em nhớ để cách thức nha. Đó, cái đây là cái cách mình dũa những cái móng ngắn như thế này. Cố gắng dũa mặt móng cho thiệt là láng nha, và hai bên hông mỏng nữa, và Kiriko có một đồ lai là mình thành công nha. Đó, những cái ngón này thì dũa cũng không có gì khó đâu anh em. Đối với những móng ngắn như thế này thì đơn giản nha. Đó, anh em có thể thấy ha, Kiriko có một cái đồ lai ra, mặt mỏng láng là ok nhé. Đó, đối với những cái ngón tay ngắn như thế này thì anh em không có nên làm nó quá dày quá u nhé. Đó, những cái tay ngắn như thế này thì mình làm sao cho nó có cái độ mỏng tự nhiên thì nó đẹp hơn, cho anh em đắp u một cục lên thì nhìn nó thô lắm anh em. Đó, thì cố gắng dũa cho nó có một cái độ mỏng tự nhiên nhé. Đó, hai bên hông này nè, đó phải dũa cho nó mỏng nhé. Đó, vuốt hai bên hông vào cho nó mỏng. Đó, thì tùy cái tay nha anh em. Đó, đối với những cái móng ngắn như thế này thì mình nên dũa cho nó có một độ mỏng tự nhiên thì nên nó sẽ đẹp nha. Còn anh em mà đắp quá trời bột lên, dũa cho nó u lên thì nói chung nhìn nó rất là thô nha anh em. Đó, thì cố gắng ha. Đó, nói chung là mình làm nghề này mình phải chịu khó để ý một xíu nha. Đó, thì không phải là cứ làm dày lên là nó sẽ đẹp đâu nha. Nó tùy vào độ dày, dày của móng. Thì độ dày của móng thì mình tiết chế sao mà cho có một cái form móng phù hợp nha. Không phải khi nào cũng làm dày mà không phải khi nào cũng làm móng. Đó, tùy độ dày của tay để mình điều chỉnh sao cho nó có một cái độ dày thích hợp nha. Tại vì đây là cái nghề thẩm mỹ. Đó, mình làm sao cho hầu số đông khách thích nha, chứ mình không phải là làm cho bản thân mình thích nha. Mình làm nghề này là khách trả tiền thì mình phải làm sao cho số đông khách nó thích đó. Chứ còn mà mình cứ làm theo cái sở thích của mình, nhiều khi mình thích nhưng điều khách nó không hẳn là thích đâu nha em. Đó, nên cố gắng làm nghề này là phải chịu khó lắng nghe nha. Thì nói chung cái đầu medium này thì nó đi bột rất là nhanh, nhưng điều có nhược điểm là bột nó dính vào rất là nhiều ha. Thì sau khi mỗi cô khách là mình phải lên liền. Đó, thì để cho nó sạch sẽ mình dũa tiếp. Đó, nhớ nha, sắm một cái bàn chải sắt này nha. Đó, thì như vậy là mình dũa máy xong rồi ha, rất là đơn giản đúng không. Đó, nói chung là đập bột kỹ thì cái khâu dũa máy này mình sẽ không cần phải chạy máy quá nhiều. Đó, sau đó mình sẽ tiến hành sơn top coat và mình sẽ đánh khom vào là mình lùng tiền nha anh em. Đó, đơn giản không? Đó, cái tay bây giờ nhìn nó cũng thon gọn rồi này ha, nó nhìn không có quá thô. Chứ thực sự của khách này cái tay rất là to nha anh em, cái tay của khách này còn to hơn cái tay của mình nữa. Đó, con gái con lửa gì mà to quá. Ai mà lấp đầy nội khoảng trống đây. Thì lúc mà mình sơn top coat á thì em nhớ nhá, sơn mỏng thôi nhá. Sơn mỏng. Sơn mỏng và để cho nó giữ được cái shape nữa, và đặc biệt là mình chỉ hớ đèn 30 second thôi nha anh em. Đó, mình chỉ cần hớ đèn 30 second thôi. Mình hớ lâu quá cái top coat nó quá khô thì mình đánh chrome vào nó. Cái thứ nhất là cái chrome nó không có ăn. Cái thứ hai là khi mà top coat quá khô, anh em đánh chrome vào sau khi mà mình sơn top coat lại nó hay có bị tróc như anh em. Đó. Nên mình hớ top coat đó thì chỉ nên hớ 20 đến 30 second thôi nha, hớ vừa đủ thôi. Đó, không nên hớ top coat quá lâu nha, 30 second. Rồi, sau khi mà mình hớ 30 second thì mình lấy hũ com vào mà mình chấm vào mình chà thôi ha, rất là đơn giản. Đó, chà lên thôi. Đó, thì nó sẽ ra hiệu ứng chrome rất là dễ thương nha. Đó, thì cũng giữ lại được cái màu cũ nhé. Màu cũ vẫn còn, nhưng đều chỉ là mình đánh con vào để cho nó có thêm hiệu ứng sáng lên. Thì tại vì đấy là khách yêu cầu nhé, nên mình sẽ làm. Đó, thì sau khi mà mình đánh con xong, mình sẽ tiến hành sơn top coat. Và anh em nhớ nhé, sơn cover cái đầu mỏng lại nhé. Nhớ nhé,
cover đầu móng, cover đầu móng và hai bên hông móng nha. Đó, nên nói chung là khu vực đó là dễ bị cái chrome nó dễ bị tróc nhất, đúng không? Đó thì mình sẽ nhớ nha, phải cover nha. Đó, cover đầu móng lại. Đó, nói chung là mình sơn rồi nhớ dùng cover một xíu ngay cái đầu móng. Đó, cover cái đầu móng lại thì cái chrome này nó sẽ không có bị tróc nha anh em. Đó, và đặc biệt là nhớ sơn mỏng thôi nhé, không có nên sơn quá dày. Đó, nhớ nha, luôn luôn cover cái đầu móng để cho cái chrome này nó được đi lâu hơn. Đó, thì mùa hè tới nay khách làm những cái mẫu chrome này rất là nhiều anh em. Đó, anh em cố gắng học cái cách thức dũa xếp sao cho nó lát nha. Đó, anh em có thể thấy không, cái chrome này rất là bóng đẹp nha anh em. Đó, rất là tươi. Và khi anh em dũa đắp bộ sạc kỹ đi cô, dũa kỹ nữa thì cái tay nó nhìn rất là sạch sẽ và đẹp nha anh em. Đó, thì đây là cái finish của mình ha. Nói chung là rất là sáng bóng nha. Đó, rồi mình sẽ end video ở đây nha. Rồi, thank you anh em đã xem video hôm nay của mình nha. Hẹn anh em vào một video kế tiếp. Bye mọi người.